Những ngày qua, người dân thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và khai quật địa đạo bị vùi lấp từ 50 năm trước. Địa đạo này gắn liền với tên tuổi người nữ chiến sĩ an ninh anh hùng Trương Thị Sáng, người đã giải cứu hơn 300 cán bộ du kích trước họng súng kẻ thù. Hệ thống địa đạo được phát hiện tại thôn Bình Túy, dài khoảng 6 km, lòng địa đạo cao hơn 1,2 m, rộng khoảng hơn 1 m và tỏa đi ba hướng trong thôn. Trong hai cuộc kháng chiến, xã Bình Giang là cái nôi của cách mạng nên bị địch thường xuyên càng quét ác liệt. Để đối phó với địch, người dân địa phương đã đào một địa đạo bí mật trong lòng đất làm nơi nuôi dấu cán bộ. Lợi dụng trời tối, chị Sáng đã xuống địa đạo thông báo tình hình và hướng dẫn để 380 chiến sĩ thoát vòng vây an toàn. Không may, trong lúc quay lại miền địa đạo, bất ngờ để thay đổi lính trực nên đã phát hiện và bắn chết chị Sáng. Chị hy sinh khi vừa tròn 18 tuổi năm 2012, chị Trương Thị Sáng vinh dự được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu người dân địa phương ngừng hoạt động khai quật để chờ hướng giải quyết bảo tồn di tích.